Chào mừng quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Thưa quý vị và các bạn, để biết trước được những gì sẽ đến trong tháng 12, quý vị và các bạn cần phải xem tử vi cho tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 trong tháng 12 âm lịch. Như quý vị đã biết, tử vi học là môn khoa học đầy đủ chính xác và cặn kẽ về mệnh lý của con người. Khi xem tử vi cho tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 trong tháng 12 này, quý vị sẽ nắm bắt được cuộc sống của mình về các phương diện tiền tài, gia đạo, tình duyên và công danh sự nghiệp cũng như là sức khỏe của mình. Qua đó sẽ giúp cho quý vị có được những bước đi vững chắc cho tương lai của mình. Trong phần luận giải về tử vi của tuổi Mậu Thìn trong tháng 12 âm lịch này, thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ chỉ rõ cho quý vị về vận hạn cũng như là phương pháp hóa giải để quý vị có được những hướng đi đúng đắn trong cuộc sống của mình, cho quý vị được may mắn nhất có thể trong tương lai. Và từ đó thì chắc chắn là quý vị sẽ nắm được thiên cơ mà hành sự sẽ được thuận lợi hơn. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng theo dõi bài luận giải chi tiết của thầy Gia Cát ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Thưa quý vị, tính cách của người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, mệnh đại lâm mộc, có phần hướng nội, trầm tĩnh và ít nói. Họ khá bị động trong chuyện đối nhân xử thế, không quá nhiệt tình, cũng không có nhiều bạn bè thân thiết, các mối quan hệ xã hội khá lạnh nhạt. Người tuổi Mậu Thìn sẽ không thích những công việc quá đơn giản và nhẹ nhàng, họ cần có mục tiêu để luôn luôn phấn đấu theo đuổi. Có khó khăn thì nghĩ cách khắc phục, có kẻ địch thì nghĩ kế đẩy lùi. Có như vậy, họ mới thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ và cảm nhận được niềm vui. Đây quả thực là mẫu người thích chinh phục. Người tuổi Mậu Thìn gặp nhiều chuyện tốt đẹp trong công việc, vì thế bản mệnh cần phải biết nắm chắc cơ hội để năng lực và tài hoa của mình trong tập thể được khẳng định. Người tuổi này cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh việc kiếm tiền được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu. Nếu có cơ hội, có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư, phân tích tình hình thị trường, bạn có thể kiếm thêm được những khoản thu nhập ngoài mức lương chính. Phương diện tình cảm không có nhiều khởi sắc, những người còn độc thân có thể được nhiều đối tượng khác giới theo đuổi, nhưng khuyên bạn không nên đi đến những quyết định quá vội vàng mà nên suy nghĩ thật cẩn thận, quan sát kỹ càng. Kỷ âm thổ gặp canh dương kim nên gọi là chính ấn, có nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong lĩnh vực sự nghiệp, người tuổi này có thể sẽ tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới. Bạn có thể cảm thấy lạ lẫm và lo lắng. Lúc này nên có những suy nghĩ tích cực hơn, chủ động hòa nhập với con người và công việc. Con giáp này có năng lực, biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái, giao thêm cho nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến bạn nản lòng mà còn khiến cho bạn thêm vững tâm, bước tiếp. Tuy nhiên, những người tuổi Mậu Thìn phải kiểm soát cảm xúc của mình thật tốt, chớ để cảm xúc lọt vào trong công việc, nếu không bạn sẽ phải trả giá đắt, thậm chí là đánh mất vị trí của mình đang có. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Mậu Thìn để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Sang tháng 12 năm 2021, âm lịch, tài lộc của bản mệnh không có nhiều biến động. Bạn sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới, tuy nhiên những lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai. Vận tài lộc của tuổi Mậu Thìn khởi sắc trong tháng 12 âm lịch này. Xem tử vi cho thấy, bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt, nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng, giúp bạn cải thiện được phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan.
Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Mậu Thìn có thể không được tốt vào tháng này. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến cho bạn lo lắng hơn và dễ thức khuya hút thuốc và uống rượu. Điều này sẽ ảnh hưởng rất tệ đến cho sức khỏe của bạn. Bạn nên giữ thái độ tích cực và chuẩn bị đầy đủ, chờ đợi cơ hội. Những áp lực từ nơi làm việc khiến cho bản mệnh luôn mệt mỏi, ngồi máy tính cả ngày làm cho thị lực của bạn ngày càng giảm sút. Phong thủy Gia Cát khuyên bạn nên thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe luôn ổn định. Nên thường xuyên đi chùa để giữ tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Các mệnh chủ Mậu Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để vật phẩm mang lại tác dụng tốt nhất cho các gia chủ tuổi Mậu Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Mậu Thìn tháng này không thực sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với bạn, nhưng tất cả đều không thành do tính cách của bạn không hòa hợp được với đối phương. Bạn cẩn trọng tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết ga lăng. Tuy vậy, cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Với những người đã có gia đình, xung đột tranh cãi xảy ra liên tục. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán, tuyệt đối không áp quan điểm bảo thủ của bạn khi có mâu thuẫn. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Mậu Thìn trong tháng 12 âm lịch này, cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 12 năm 2021, tức ngày 9 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 12 năm 2021, tức ngày 21 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Thìn trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021, ngày âm lịch ngày 6 tháng 12 năm 2021, tức ngày 8 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 12 năm 2021, tức ngày 20 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm 2021 Mậu Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn Tuất Sửu Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đồ họa, vô hỷ ắt hữu họa. Ý chỉ thái tuế đến hướng thì những người tuổi phạm thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ Mậu Thìn sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Mậu Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 trong tháng 12 âm lịch.
Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Qua đó thì quý vị đã phần nào yên tâm vững bước trong tháng 12 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Diễm Quỳnh xin chúc cho quý vị luôn gặp nhiều may mắn, thành công, bình an và vui vẻ. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.